Vẫn ngon lắm. À, đồ nghề vậy phải hơn tôi kia dùng điện thoại. Ơi, anh từ từ thôi. Này mẹ nó được 100. 15 triệu. Ăn con ăn từ từ thôi, từ từ. Cỏi. Thì nó có hai loại, một loại 15, một loại 13. Cái đó là do bình carbon với lại tính như thế nào này kia đó. Đổi lần bài chạy bằng cái bàn bơm là bên bỏ bỏ còn cái dưới lần rồi đó thì bắn súng thôi, còn bơm á là nhỏ là lần nhỏ nó dễ hư lắm, còn trong máy thì khác. Alo. Máy bơm kia mà tối ngày sửa bơm biết nó đây bơm ăn ít nha, để bùng sửa nó ăn cả nha. Nè nói nghe nào, bây giờ chạy vừa qua chợ Phước An nha, đi đi cái đường rồi định vậy nhỏ thôi, đừng đừng đi đường đó, đi nó đi ngược lại, đi đường Long Thọ xuống. Không có sôi luôn rồi em ơi. À, đi Long Thọ xuống qua chợ Phước An, thấy bên tay trái nó có cái quán nhậu Long Phượng á, mà tới đó là hỏi người ta là cái gì làng bè đúng không? Làng bè Phước An. Làng bè Phước An là người ta chỉ à, là vô ngay làng bè luôn. Cò phê nè, ăn cái công việc đó này. À, qua chợ Phước An tới làng bè. Qua cái độ nha. Qua chợ Phước An rồi hỏi ta là. Sao thiệt lần nghe nghe nè trên đây. Tại vì ở chợ có một người đúng không? Đó, tại vì mấy ông anh nói bây giờ vậy nè, tại vì chờ Vinh chợ xuống đây đi, xong rồi Vinh rảnh thì ghé vô đây nhậu chút xíu rồi có thể Vinh về trước, tại một anh nói xíu nữa chợ về luôn, tại tới chiều mới về luôn, hiểu không? Vậy cũng được, vậy thôi Vinh chợ xuống đi, xuống đi xong rồi Vinh về nha, để còn một người đó để chiều anh chợ về luôn. Ba vì sao mà mày vô okay cọt con lên cọt khi đi xuống thêm cân buồn qua chợ lại hỏi là làm bè Phước An là chợ vô cái bến đò là biết à. Cân xịn hơn, cân xịn hơn, cân xịn hơn nhiều. Mệt rồi đất bay nữa ai nuôi rồi đó. Con nhỏ này nó bên Nhật, con nhỏ chậm mũi không? Chậm mũi hả? Chậm mũi. Mình phải đưa chú thịt cho. Châu. Đi trở thành dân bú theo người lạ. Ăn ngon lành đi. Bỏ ghế cho nàng ngồi. Ngồi nàng nhảy xuống đi. Khi mà mẹ mỏi chân bú lên đi ngồi. Đâu. Con là mình thế hả? À, đụng một con ăn chay thôi ba ơi. Toàn ăn mặn rồi. Con nó đang tới bụng. Thường cá nước mặn, nước lợ rồi nó ăn ngồi sống. Mẹ sản luôn. Em đã là con. Dướng dướng à. Dưới một cống. Nó ăn con được không? Ngủ ăn với điện giao sớm á. Đó không? Cái nhà mày lấy giùm mấy cục than mày không lấy giùm. Đó hả? Nó đà tôm. Cục than ấy. Mẹ than này nè. Nha. Lợi chút quá thì nó đớt. Nha. Thấy nó sâu rồi lại. Còn mà tao đặt hết rồi vậy là đâu có còn. Tới. À. Trời ơi, cái cân gần cả nó bị chiếc vị 1,5 kg. Nó cân cổng luôn. Có đi mà. Lại thêm một con cá nóc nữa. Cá lóc à? Cá lóc Mỹ đi. Nó đang giỡn không? Đang nhảy dây không? À đúng rồi. Con đấy. Con mặt chân không nữa. Liêu ta. Công cái đợi hình. Sướng tiếng.
nó đứng ngồi nguyên à. Nó cuốn cần về luôn. Má tưởng mất cân đi. Rồi lưu sao anh? Nó giòn quá rồi đây à. Cảm ơn đây luôn. Nấu được luôn á. Tinh vi không có lại.